Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở Nghĩa Lộ, Yên Bái, gọi là Mường Lò. Sơn đang đi tham dự một cái lễ hội xòe gần như là lớn nhất ở Tây Bắc luôn các bạn ạ. Và đặc biệt hơn nữa thì ở trong cái lễ hội này á thì có rất nhiều các cô gái Thái, như mọi người quan sát thấy chưa? Xung quanh ở trong khu vực đây á, thì Sơn thấy là có rất là nhiều các cô gái Thái cực kỳ là xinh luôn. Đấy, và ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở nơi đây để đi ghi hình tất cả những cái chi tiết trong cái lễ hội gọi là xòe lớn nhất ở Tây Bắc này. Và chúng ta cùng đi ngắm các cô gái Thái xem như thế nào các bạn nhé. Đấy, mới bước vào đến khu cổng này thì Sơn cũng gặp được các cô người dân ở gần đây thôi ạ. Chính gốc Mường Lò. Chính gốc Mường Lò luôn ạ. Các cô có phải là người gốc người Thái không ạ? À, người Tây, người Thái, người Kinh đều có cả đúng không ạ? Nhưng mà những ngày hôm nay thì gần như là các cô cũng mặc những bộ trang phục của người Thái để mình đi xòe đấy đúng không ạ? Vâng, tham gia một cái lễ hội xòe. Đó, như mọi người quan sát thấy thì các cô ở đây ai cũng đều xinh, ai cũng đều đẹp này. Để những cái bộ trang phục của người Thái thì phải nói rằng là rất là tuyệt vời. Các cô cũng tham gia trong cái đội xòe đúng không ạ? Hôm nay thì mới là tổng duyệt thôi đúng không các cô? Ngày mai thì bắt đầu mới vào chính thức. Dạ vâng, cảm ơn các cô nhé. Đó, mọi người thấy chưa? Những bộ trang phục của người Thái thì phải gọi là quá tuyệt vời. Bây giờ thì Sơn sẽ đưa mọi người đi khắp xung quanh cái khu vực sân vận động này nữa để xem rằng là có những cô gái Thái còn xinh hơn nữa. Và có rất là nhiều những cái tiết mục hay nữa thì Sơn sẽ đưa mọi người đi nhé. Như các bạn quan sát thấy thì ở phía trước màn hình nhỏ các bạn đang xem ấy, thì có một cái sân khấu cực kỳ là to luôn. Đấy, như các bạn thấy chưa, biểu tượng của các ruộng bậc thang ở trong khu vực sân khấu kia thì mọi người cũng đã trang trí kiểu theo như là những cái nét văn hóa của vùng cao ấy, như là những ruộng bậc thang rồi thì những ngôi nhà sàn các thứ, có cả những cái nguồn nước nữa, những cái mô hình cũng đã được trang trí nên khung sân khấu rất là đẹp rồi. Và buổi tối hôm sau thì sẽ là buổi tối xòe chính thức, thì sẽ tập trung là ở cái sân vận động này các bạn ạ. Sơn bắt gặp được một em gái cực kỳ là xinh. Em gái, cho anh hỏi một chút là em tên là gì vậy? Em tên là Phạm Tú Uyên ạ. Tú Uyên à? Ôi, Tú Uyên năm nay bao tuổi rồi em? Em năm nay em 16. À, 16. Như Tú Uyên có bạn trai chưa đấy? Em chưa. Nhà Tú Uyên có ở gần đây không? Có ạ, nhà em ở Phú Nham, gần đây ạ. Gần đây á? À, thế là Tú Uyên cũng đi tham gia múa xòe ở trong cái lễ hội này luôn à? Vâng, đi trong trường ạ. À, mình có nghĩa là đi theo kiểu của trường, mình cũng tập trung làm trong cái lễ hội đại xòe này đúng không? Vâng. Thế là trường mình ngồi ở đâu? Đang ngồi tập trung chỗ nào? Ở chỗ kia ạ. Đang ngồi bên kia à? Vâng, chỗ hàng ghế đỏ, còn hàng ghế đằng trước thì để cho đại biểu ạ. À, thế à? Vâng. Em có phải là người Thái chính gốc à? Thái ạ. Người Thái chính gốc luôn. Vâng. Thế bây giờ anh hỏi một chút nhá. Em có thể là nói một số câu với tiếng Thái kiểu như là chào mọi người ấy. Chào mọi người bằng tiếng Thái ấy. Em nhìn thẳng đây nào, nhìn thẳng ấy, chào mọi người bằng tiếng Thái. Em ở nhà em có hay nói tiếng Thái đâu, em không nhớ. Mình là người gốc người Thái mà lại không em, không. Em biết tiếng Kinh à. Tiếng Kinh thì ai cũng biết, nó tiếng phổ thông mà đúng không? Nhưng mà cái tiếng Thái, nhưng mà em thấy bố mẹ là gốc người Thái luôn đúng không? Vâng, nhưng mà ở nhà em không hề nói tiếng Thái. Không hề nói tiếng Thái luôn. Vâng. Đấy là tiếng Kinh. Tại vì là sau mình đi học thì nói tiếng phổ thông hết đúng không? Vâng. Thế bây giờ là mất cái gọi là cái gốc tích của ông bà cha mẹ để lại mà lại mất gốc tích đó rồi à? Vâng. Nhưng mà phải nói là người con gái Thái thì có rất là nhiều những bộ trang phục đẹp. Mọi người phải thừa công nhận là một cái điều đó. Thế là cái bộ trang phục này của em thì anh thấy cũng rất là đẹp, nhưng anh thấy mọi người cũng hay mặc cả những cái áo màu trắng hơn đúng không? Vâng, màu trắng là nó cơ bản hơn. Hôm qua em cũng mặc màu trắng nhưng mà hôm nay thay đổi đi, ngày mai em mặc màu trắng sau ạ. À, ngày mai mới chính thức thì bắt đầu mới mặc màu trắng gì? Vâng. Còn hôm nay thì gọi là màu xanh cho nó thay đổi đi một chút. Vâng. À, rồi anh xin cảm ơn em nhá. Vâng, em cảm ơn. Sang khu vực ở bên này thì có một cái chiếc gùi rất là to này. Các chị em đang đứng ở đây để check in này. Đấy. Đấy, tuyệt vời chưa? Đấy, không những là người con gái Thái thì rất là xinh rồi mà đứng chụp bên chiếc gùi này nữa thì trông quá là rực rỡ luôn. Đấy.
À, lại lại chụp ngược cam à? À, cho hỏi là các cô là có phải là người ở Nghĩa Lộ này không hay là người Nghĩa Lộ luôn ạ? À? Cái nhà có gần đây không các cô? Cũng gần cách tầm 3 cái số ấy. À cái, thế thì cũng gần đây nhỉ. Thế là tối nay là mình tham gia là gọi là tổng duyệt thôi đúng không? Xong rồi ngày mai thì bắt đầu mới vào xòe chính thức ạ. À? Thế là trong cái đội của mình thì có biểu diễn những cái tiết mục văn nghệ gì không các cô? À chỉ là xòe không thôi ạ. À? Dạ vâng. Cảm ơn các cô nhé. Bên đây thì một chị gái cũng khá là xinh thì đang chụp ảnh cho hai cô này. Thế chị gái thì cũng cùng với đội mình luôn à? Vâng ạ. Nhưng mà em hỏi một chút, chị gái có phải là người gốc của người Thái không? Vâng. Gốc người Thái luôn. Nhưng mà tại sao mà người Thái ăn cái gì mà sao mà người Thái em thấy ai cũng xinh là nào chị nhỉ? chị có thể ăn cơm xôi thôi anh ạ. Người Thái chỉ ăn cơm xôi thôi. Vâng. Mà ai cũng xinh nữa. Đấy là cái bí quyết của người Thái, là chỉ ăn cơm xôi thôi. Đấy, chị gái ơi, chị gái. Có vẻ chị ấy là đang hơi ngại. Rồi cảm ơn các cô chị nhá. Mấy em gái cho anh hỏi tí. Thế là tối nay các em có ấy không? Có xòe hay là có diễn cái gì không? Có. Có. Thế tối nay là các em là cũng có diễn tiết mục văn nghệ gì không? Múa. Chị múa trên sân khấu à hay là múa ở... À thế à? Thế các em có phải là người gốc người Thái không? Có. Gốc người Thái luôn. Người Thái đen à? Nhưng mà người Thái thì chả cứ là Thái đen hay Thái trắng, nhưng mà anh thấy ai cũng xinh nhỉ? Nếu các em là chắc là vẫn đang đi học đúng không? À, rồi anh cảm ơn nhá. Bây giờ thì cũng sắp đến cái giờ để mọi người lên diễn rồi mọi người ạ. Còn chắc là Sơn sẽ lướt qua lại khung cảnh ở đây một chút nữa để cho quý vị và các bạn được chiêm ngưỡng, được ngắm những người con gái Thái ở đây. Đó, mọi người thấy chưa? Ở đây thì tất cả là chủ yếu là đồng bào người Thái. Mà đồng bào người Thái thì có những cái bộ trang phục ấy, như mọi người có thể thấy rằng là những cái bộ trang phục của người Thái thì nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng nói lên một cái nét phải nói nó rất là xinh đẹp khi mà người con gái Thái mặc lên mình những cái bộ trang phục này. Cô nào cũng xinh, cô nào cũng rất là tuyệt vời. Đấy. Bây giờ là mọi người khi đến đây thì ai cũng muốn chụp lại cho mình những tấm hình để lưu lại làm kỷ niệm hàng năm. À, năm nay thì cái sân khấu thì cực kỳ là to là rộng. Đây đưa cháu chụp hộ cho nào. Đấy. Nào có cô đứng vào đi. Nào, còn ai nữa không? Rồi đấy. Quay về một bên thôi, đúng rồi đấy. Rồi. Nào chị áo trắng đứng sát vào, lui vào một tí nữa rồi. Nào, đây nhá, nhìn đây nào, nhìn đây nào. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn máy ảnh nhá, 2, 3 chụp này. Rồi, ok rồi, đẹp rồi. Đấy, này, cô nào cô ấy cũng đều xinh luôn. Cao chưa? Cao. Cao và xinh nhá. Đấy, thế là các cô là tối nay là có múa xòe không? Có. Tối nay là tổng duyệt đấy. Và đấy, đấy, này. Cao đấy. Đây, quay cho mọi người xem một tí ảnh Sơn vừa chụp đấy. Chị để im để em cho mọi người xem này. Đấy, ảnh vừa chụp cho các cô chị ấy, tuyệt vời chưa? Rất là xinh. Bởi người xinh thì lên ảnh ấy thấy ngay đúng không? Xinh luôn đúng không? Đúng rồi. Này không xinh, phải xinh. Nghe rất muốn gây ấn tượng ấy. Ôi, chào chị em nhá. Này, chị em xinh chưa? Đang đi múa xòe à? Đấy. Xin chào mấy chị em nhá. Mấy chị em tối nay là đi tổng duyệt để chuẩn bị cho ngày mai à? Vâng, chị Thanh ạ. Thế á? Thế là chị người nhà có gần đây không? Có ạ.
À có, em gần đây ạ. Gần đây ạ? Vâng. Chị gái cho em hỏi tí. Được. Chị có phải là gốc người Thái không ạ? À, dạ không ạ. À không ạ? Đây là các cô giáo thì à. Nhưng mà các cô giáo khi mà mặc những cái trang phục của người Thái lên thì trông cũng khá là đẹp đấy. Vâng ạ, cảm ơn. Khá là đẹp và trông cũng như người Thái thật. Vâng ạ. Nhưng mà chị ở đây thì chị có biết rằng là người Thái họ ăn cái gì và sao tại sao họ xinh thế nhỉ? Thế ạ? Em lấy cái này, cảm ơn anh, cái này phải tìm hiểu thêm ạ. Anh ở đây ăn nhiều thì cũng giống như bọn em đấy. Vâng, vâng. Ừ. Em cảm ơn chị nhé. Vâng, chúc cho mọi người có một buổi tối sẽ có nhiều những cái tiết mục múa hay, đẹp. Cảm ơn anh. Dạ, dạ. Em cảm ơn vâng ạ. Bây giờ thì các đoàn kiểu như là đoàn diễu hành ấy mang các cái kiểu như bây giờ mình phải gọi nó là như nào nhỉ? Anh Giai cho em hỏi là những cái mà mình đang vác đây thì nó có ý nghĩa gì và nó như thế nào ạ? Theo từ cái phong tục của văn hóa của Khơ Mú từ ngày xưa truyền về bây giờ cho con cháu và làm bên văn hóa để truyền lại. Có nghĩa là đây là theo cái phong tục của người dân tộc Khơ Mú và những cái hình tượng này thì nó có ý nghĩa gì vậy anh? Kiểu sinh tồn, bảo tồn ngày xưa. À, vâng. Có nghĩa là nó kiểu như là dựng lại những cái phong tục ngày xưa của các cụ ngày xưa đúng không ạ? Dạ vâng, em cảm ơn anh nhá. Như quý vị và các bạn quan sát thấy thì người dân tộc Khơ Mú thì có cũng rất là nhiều những cái nét văn hóa độc đáo riêng. Như quý vị và các bạn quan sát thấy thì ở dưới đây thì có cũng rất là nhiều những cái đồ dùng cũng như là những cái nét văn hóa từ thời xa xưa của người đồng bào Khơ Mú. Ở trên đây thì lúc nãy thì Sơn cũng có một chút nhầm lẫn. Thì đây theo như những cái phong tục của người Khơ Mú thì đây gọi là con thuồng luồng. Và tất cả những cái đồ dùng vật dụng ở đây thì người Khơ Mú họ có nghĩa là để làm như là những cái lễ vật để cầu cho mưa thuận gió hòa, để làm được cái mùa màng nó được tươi tốt. Thì trong cái lễ hội này thì người ta cũng dựng lại tất cả những cái phong tục đó. Thì như quý vị các bạn thấy thì đây là có cả những cây lúa này. Đấy, rồi là những cây khoai, cây nói chung là những cái cây trồng. Đó thì hai cái gậy là tượng trưng cho hai con thuồng luồng để làm một cái lễ kiểu như là cầu cho mưa thuận gió hòa đấy các bạn. Chúng tập trung ở các xã Nậm Người, Nậm Lành, Nậm Đúng. Những cái bộ người rừng này là mình mặc để kiểu như ngày xưa là kiểu như là để đi săn bắn đấy à, phải không hả chú? À, cái này để vừa bắn vừa dọa chim ăn thóc này. À. Có nghĩa là mình vừa để dọa những cái con vật mà nó ăn phá ruộng, phá lương của mình. Vâng, ngày xưa người ta làm lương ấy. Vâng. Tức là con chuột này, con chim, con sóc ấy. Vâng. Vâng, tức là nó cả lợn rừng nữa. Vâng. Phải lấy cái này dọa nó đi. À, thì mình mặc những cái bộ trang phục của người rừng này vào để mình đuổi nó. Dọa nó. Vâng, đấy là theo cái phong tục của người Khơ Mú mình từ ngày xưa là như vậy rồi. Vâng, cảm ơn bác nhá. Đó, bây giờ thì đoàn người đồng bào Khơ Mú thì cũng đang chuẩn bị tất cả những cái đồ nghề, đạo cụ để đi vào trong khu bên trong sân khấu để gọi là trình diễn. Đó, các bạn thấy chưa? Họ mặc những cái bộ trang phục truyền thống của người đồng bào rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn. Hai chị là khênh một bình rượu, bình rượu cần đấy. Thank you.
kỷ, đồng bào Giao đã anh dũng và bền bỉ chống lại lực lượng của tự nhiên và xã hội. Với truyền thống đấu tranh anh dũng, đồng bào Giao ở các chính cao nhất của chính quyền đồng đội cùng xây dựng tổ đảng, xây dựng quân đội ngày càng ấm no hạnh phúc. Các bạn ấy có những chiếc khèn và những chiếc ô xanh cũng khá là đẹp đấy các bạn. Rồi bây giờ thì các buổi tổng duyệt thì sẽ bắt đầu chuẩn bị xòe tổng hết rồi các bạn. Để chúng ta cùng chờ đợi nhé. Quý vị ơi, chắc là cái video ngày hôm nay thì Sơn cũng sẽ tạm thời là kết thúc tại đây nhé. Bởi vì buổi ngày hôm nay thì cũng chủ yếu là cái buổi tổng duyệt thôi, nó chưa phải là cái buổi chính thức. Thế nhưng mà Sơn cũng muốn ghi lại những cái hình ảnh trước cái buổi chính thức để cho mọi người được xem, được chiêm ngưỡng các cô gái Thái ở Nghĩa Lộ Yên Bái này nó xinh như thế nào, đúng không? Thì quý vị và các bạn cũng đã xem rồi. Và chắc có lẽ thì bây giờ thì Sơn cũng xin tạm thời là kết thúc cái video này ở đây. Sơn xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo nhé. Những cái video sau thì Sơn sẽ hứa hẹn với mọi người là sẽ ghi lại những cái hình ảnh nó tuyệt vời hơn, nó đẹp hơn về những cái làn điệu xòe, rồi là những cái phong tục tập quán của bà con vùng cao. Và tới đây thì chắc là Sơn cũng sẽ lên thêm những thước phim về hài hước ở vùng cao nữa. Thì Sơn cũng rất là mong quý vị các bạn sẽ ủng hộ cho Sơn. Sơn xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Xin chào.